Thưa quý vị, theo đài BBC đưa tin thì ổ dịch Bắc Giang thêm phức tạp, Bộ Y tế cảnh báo virus dễ dàng nhân đôi. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam sáng ngày 26 tháng 5 triệu tập cuộc họp trực tuyến khẩn cấp với Bắc Giang khi số ca nhiễm tại đây tiếp tục tăng cao, trở thành điểm nóng nhất toàn quốc. Tại cuộc họp khẩn online, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận diễn biến tại Bắc Giang hết sức phức tạp. Bắc Giang ghi nhận 375 ca dương tính với COVID-19 ngày 25 tháng 5. Tính đến trưa ngày 26 tháng 5, Bắc Giang có thêm 82 ca nhiễm. Ba điểm nóng nhất có nguy cơ lây dịch phát sinh thêm các ca dương tính được xác định là các thôn Núi Hiểu, Trung Đồng, Tam Tầng, xã Quang Châu, huyện Việt Yên. Các ca dương tính tăng nhanh tại ổ dịch khu công nghiệp Hosiđin. Mới đây, Bắc Giang phải đã test nhanh cho hơn 18.000 người ở tất cả các khu công nghiệp, khu lưu trú của công nhân trên địa bàn huyện Việt Yên. Bộ Y tế đánh giá số lượng trường hợp F0 tại Bắc Giang tăng cao do tăng tốc xét nghiệm 3 ngày qua. Đã có 3 cán bộ y tế quân đội tuyến đầu ở Bắc Giang nhiễm Covid-19. Trong sáng ngày 26 tháng 5, 13 y bác sĩ bệnh viện trợ rẫy đã lên đường chi viện cho Bắc Giang. Trước đó, hàng trăm bác sĩ y tá từ Hà Nội đã được cử tới trực chiến tại tỉnh này. Chủ tịch tỉnh Bắc Giang nói tỉnh đã có phương án sẵn sàng cách ly xã hội toàn tỉnh nhưng chưa áp dụng ở thời điểm này bởi hàng trăm ca Covid-19 mỗi ngày đều nằm trong dự tính theo VnExpress. Cảnh báo virus dễ nhân đôi. Trong buổi sáng ngày 26 tháng 5, Bộ Y tế Việt Nam công bố thêm tổng cộng 120 ca nhiễm. Như vậy hiện tổng số ca nhiễm tại Bắc Giang là 1.481 ca. Bắc Ninh là 560 ca, Hà Nội là 335 ca. Số ca nhiễm mới từ đợt dịch mới ngày 27 tháng 4 đến nay là 2.913 ca ở 30 tỉnh thành. 7 tỉnh Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị đã qua 14 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay, chủng virus ghi nhận hiện nay dễ dàng nhân đôi, lây qua không khí nên phát tán và lây mạnh hơn so với các chủng cũ trước đây. Bà Lê Quỳnh Mai, chuyên gia về xét nghiệm cho hay, bình thường cấy virus trong phòng thí nghiệm 3-4 ngày mới mọc, nhưng chủng này ngày thứ hai đã mọc rất nhiều, vì thế nếu chậm là sẽ khó ngăn chặn dịch. Từ 26 tháng 5, bộ phận thường trực chống dịch sẽ bắt đầu triển khai lấy mẫu xét nghiệm theo cách mới, lấy mẫu gộp theo nhóm hộ gia đình tại ba khu vực dịch nóng nhất ở Bắc Giang là ba khu nhà trọ công nhân, núi Hiểu, Tam Tầng và Trung Đột. Kêu gọi lập quỹ vaccine toàn dân đóng góp. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19. Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Y tế chủ trì chịu trách nhiệm việc mua vaccine, cho rằng bộ này cần đẩy nhanh hơn nữa việc tiếp cận, đàm phán mua các loại vaccine từ nhiều nguồn khác nhau, bảo đảm có vaccine sớm nhất, nhiều nhất có thể. Ông Chính cũng khuyến khích các doanh nghiệp tự nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước. Thủ tướng yêu cầu ưu tiên tiêm vaccine cho lực lượng tuyến đầu phòng, công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp. Bộ Y tế khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính được giao thành lập quỹ vaccine COVID-19 nhằm kêu gọi các nguồn đóng góp theo tinh thần huy động sức mạnh toàn dân. Trong khi đó, hơn 100 ca nhiễm mới mỗi ngày, Việt Nam đối mặt với thách thức lớn. Thêm nhiều ca nhiễm và tử vong trong khi công tác tiêm vaccine chậm trễ, Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức trong đại dịch COVID-19. Sáng ngày 25 tháng 5, Bộ Y tế Việt Nam thông báo 57 ca mắc Covid-19 mới do lây nhiễm trong nước, trong số này có 45 ca tại tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh 2 ca, Hà Nội 4 ca, Lạng Sơn 4 ca và Hà Nam 2 ca. Trước đó, Việt Nam đã ghi nhận ca tử vong thứ 44 kể từ đầu dịch và là ca thứ 9 kể từ khi dịch bùng phát vào ngày 27 tháng 4. Đáng lo ngại là trường hợp tử vong của một nữ công nhân 38 tuổi tại Bắc Giang. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ chiều ngày 24 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết nạn nhân là công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoxiden Việt Nam ở khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên. Ngày 18 tháng 5, nạn nhân được lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện mắc COVID-19 nên được đưa vào bệnh viện điều trị. Theo đó, người này được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang và sáng ngày 24 tháng 5 đang trên đường chuyển ra Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để điều trị thì tử vong. Tình trạng bệnh diễn biến rất nhanh, nguyên nhân tử vong ban đầu được chuẩn đoán là do sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi và do nhiễm virus SARS-CoV-2. Việc một bệnh nhân trẻ tuổi tử vong rất nhanh sau khi được phát hiện dương tính lại không nằm trong nhóm đang có bệnh nền nặng, gây nên nhiều lo ngại về nguy cơ có biến chủng virus mới nguy hiểm hơn. Với số người nhiễm mới mỗi ngày thường trên 100, diễn biến dịch bệnh tại Việt Nam đang rất phức tạp. Riêng tỉnh Bắc Giang hiện đã có 1.035 người mắc bệnh. Số ca nhiễm tăng cao, đặc biệt là có nhiều ca nghiêm trọng với chủng virus mới tạo nên áp lực lớn lên công tác điều trị của Việt Nam. Tình hình lây nhiễm trong cộng đồng tại các đô thị lớn cũng gây lo ngại về nguy cơ mất kiểm soát dịch bệnh Sáng ngày 25 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết địa phương này vừa có thêm hai ca dương tính liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại quán O Thanh ở hẻm 283 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Đây là trường hợp thứ 5 trong chuỗi lây nhiễm này và chủng virus được xác định là biến chủng Anh. Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh còn có một chuỗi lây nhiễm cộng đồng khác liên quan tới một bệnh nhân ở thành phố Thủ Đức. Hai người trong chuỗi này lây nhiễm biến chủng Ấn Độ. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia dập dịch hiệu quả khi số ca nhiễm và tử vong từ đầu đại dịch đến nay tương đối thấp xét trên quy mô dân số cũng như trong sự tương quan với các quốc gia khác. Tuy nhiên, đợt dịch thứ tư này đang cho thấy những diễn biến khó lường, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam thực hiện tiêm vaccine chậm. Tính đến cuối tuần qua, Việt Nam mới tiêm vaccine được cho gần 1,1 triệu người, trong số người tiêm đủ 2 mũi mới đạt có 28.000. Đây là tỷ lệ rất thấp tính trên tổng dân số khoảng 100 triệu người của Việt Nam, nước đang nằm cuối bảng tại Đông Nam Á về tỷ lệ người được tiêm trên tổng dân số. Việt Nam hiện có chính sách ưu tiên tiêm ngừa cho các đối tượng thuộc tuyến đầu chống dịch như bác sĩ, quân đội, công an. Tuy nhiên, việc một số nhân viên y tế nhiễm bệnh gần đây đã dấy lên nhiều câu hỏi. Nhiều người đặt vấn đề là nhân viên y tế nhiễm bệnh đã được tiêm hay chưa và từ đó đặt câu hỏi về tính minh bạch của việc tiêm chủng. Tại Tiền Giang, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Gò Công Tây đã phải giải trình việc nhiều doanh nhân được ưu tiên tiêm miễn phí trước. Công tác tiêm vaccine được triển khai chậm tại Việt Nam chủ yếu do nguyên nhân thiếu nguồn cung. Hiện nay, Việt Nam đang sử dụng vaccine của hãng AstraZeneca và đang có kế hoạch mua thêm hơn 30 triệu liều của công ty Pfizer. Cho đến nay, Việt Nam chưa cho biết họ có kế hoạch mua vaccine của Trung Quốc.